buôn nông sản Trung Quốc nhập lậu lời rất cao. Được nhập khẩu lậu tận gốc với giá rẻ, nông sản của Trung Quốc có mặt tại hầu hết các tỉnh thành Việt Nam và dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam nhờ giá rẻ. Vì thế, dù Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp với nhiều lợi thế cũng bị thua ngay trên thị trường trong nước. Chợ Hòa Đình ở thành phố Bắc Ninh được cho biết là điểm trung chuyển, tập trung hàng nông sản nhập lậu. Mọi giao dịch với đối tác người Trung Quốc chỉ diễn ra trên điện thoại. Phía Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện cho các thương lái thực hiện giao dịch với phương châm bán càng nhiều càng tốt. Mức giá bán của từng mặt hàng được thương lượng vào ngày đầu tháng. Dù giá ở trong nước có lên hay xuống, mức giá đó cũng không thay đổi. Trước khi lấy hàng, đầu nậu gọi sang Trung Quốc để báo số lượng. Nhận được đơn đặt hàng, phía Trung Quốc vận chuyển hàng đến chợ Po Chai. Đầu nậu phải đến đó để kiểm tra đúng số lượng, chất lượng đã cam kết đầu nậu cho cửu vạn bốc hàng qua đường tiểu ngạch. Hàng hóa được đầu nậu tập trung tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và tìm cách đưa về Bắc Ninh. Để qua mặt cơ quan chức năng, đầu nậu chỉ cho xe hàng chạy vào ban đêm. Mức giá bán nông sản Trung Quốc ở Việt Nam cao là do chi phí qua nhiều khâu trung gian. Chứ trên thực tế, giá các đầu nậu mua tại chợ Po Chai chỉ bằng từ 20 đến 30% so với giá trên thị trường Việt Nam. Đến tại của người tiêu dùng, giá bán đã gia tăng gấp đôi gấp 3 lần, nhưng vẫn rẻ hơn hàng ở trong nước rất nhiều. Trừ hết các chi phí, mỗi tấn hàng đầu nậu lời ít nhất 500.000 đồng. Trung bình 2 ngày đi một chuyến, mỗi xe chở từ 30 đến 50 tấn, đầu nậu lời khoảng 20 triệu đồng. Hầu hết các đầu nậu đều thiết lập một hệ thống chân rết, phân phối hàng trên khắp cả nước. Mỗi ngày, từ chợ Hòa Đình, có hàng trăm chuyến xe chở nông sản đi các nơi để tiêu thụ. Bằng mắt thường, người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là nông sản Trung Quốc, đâu là nông sản trong nước. Muốn kiểm tra phải có máy phân tích, nhưng việc lấy mẫu rất ít khi được thực hiện bởi địa phương vì chi phí cao. Bởi vậy, chỉ khi nào cấp trên chỉ đạo thì các cơ quan quản lý ở cấp dưới mới có kế hoạch kiểm tra.